Chào tất cả mọi người. Như mọi người đã thấy trước mặt, đây là hồ Tuyền Lâm. Nơi đây có phong thủy rất là đẹp. Ở phía xa kia có thể xem là Án Sơn. Bên phải là có dãy Bạch Hổ. Bên trái này là có Thanh Long. Cái vị trí đằng kia là vị trí mà hầm rượu du lịch của Thác Bảo Đại. Vị trí đó vậy mà không đẹp lắm, tại vì vị trí bên đó là dốc, quá dốc, dựa vào trong đồi rồi. Thì vị trí như vị trí này mình đứng nè, ở phía trước là có Án Sơn nè, bên trái là Long nè, bên phải là Hổ nè, trước mặt là Thủy nè, và sau lưng này là đồi nè. Đó, ở đây ai mà biết đem tán gia đình vô đây là quá đẹp luôn. Phải nói là vị trí này là phong thủy quá đẹp.